vẫn Mỹ như thế nào. Cái thì một, hai phái đoàn đưa qua Liên Xô, vì Liên Xô nó đi với Mỹ nó quấn Đức, thì coi có thể quấn ông Liên Xô đâu dạy gì được, vì không biết Mỹ là chưa quấn theo cái lối mà trận địa chiến thôi, chứ còn quấn cái kiểu này là không biết rồi, chiến tranh đặc biệt là không biết rồi. Bây giờ một cái thứ hai khoảng ông Tạo, ông Tạo quấn ở Bắc ở Triều Tiên thì ông có kinh nghiệm, thì cũng quấn theo kiểu đó, thì ông Tạo không biết gì nhiều. Bây giờ ở đây nó là đặc biệt thì thế nào? Ở thì mình phải nghiên cứu cho ra cái đó. Cái thì những cái đó là tình báo chiến lược phải nghiên cứu đây. Ra cái đó rồi thì mình mới đáp ứng yêu cầu, rồi ông mới có biện pháp, ông mới có đường lối, mới chống lại, mới quấn như nó. Như vậy là tới năm 63 là quấn sập ấp Bắc. Ấp Bắc đó là để quấn sập cái kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ rồi đó. Và cái đó là được dẫn tới đảo chánh chế độ Ngô Đình Diệm. Mặc dù ngày truyền thống của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam là 25 tháng 10 năm 1945, nhưng đến ngày 25 tháng 4 năm 1946 mới có sắc lệnh số 34 của Chủ tịch Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó điều 10 xác lập: tình báo cục có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh. Một tháng sau, trên báo Cứu quốc số 254 ra ngày 31 tháng 5 có một bài báo mang tựa đề Binh pháp tôn tử, phương pháp dùng gián điệp. Đoạn cuối viết: người làm tướng giỏi phải biết dùng người có mưu trí làm gián điệp cho mình. Đó là bí quyết trong phép dụng binh. Vì có căn cứ vào báo cáo xác thực của người gián điệp mới đủ tài liệu bày mưu tính kế và định đường lối tiến thoái được. Đạt được kế hoạch xác đáng, tức là biết mình, biết người, đánh trăm trận, được trăm trận. Người viết bài ký bút danh Quy Thờ, tức Hồ Chí Minh. Bài báo chưa tới ngàn chữ ấy đã vạch ra một yêu cầu sinh tử của ngành tình báo: nhanh nhạy, kịp thời phục vụ cho cách mạng, xứng đáng là tai mắt của đảng, của quân đội. Trong hơn 60 năm, những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng được truyền thống trung dũng, kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng, và vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngành tình báo quân đội đã 3 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và 2 lần người đến thăm. Một trong những người lãnh đạo mạng lưới tình báo huyền thoại này bản thân cũng là một huyền thoại, đó là Thiếu tướng Trần Văn Danh. Căn cứ vào tình hình quân sự, từng thời kỳ mạng lưới có thể thay đổi, nhưng cương vị trưởng ban tình báo chiến lược vẫn do ông đảm trách. Có lúc ông được đề bạt làm phó tham mưu trưởng ban quân sự miền, nhưng vẫn trực tiếp phụ trách cả tình báo, đặc công và biệt động. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, do ông đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nên đêm 30 tháng 4 năm 1975, giữa Sài Gòn vừa được giải phóng, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng thay mặt Bộ Chính trị công bố thăng cho ông hàm thiếu tướng, nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn ra đời. Chiếc Renault 4 ngựa này là một phần của hình ảnh quen thuộc về ký giả Phạm Xuân Ẩn. Phần còn lại là những chú chó Berger. Đây là chiếc xe ông dùng suốt từ năm 1960 tới khi miền Nam được giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông đã dùng nó để đưa cụm trưởng cụm tình báo chiến lược A-18 Tư Can đi khắp thành phố Sài Gòn để chọn ra 20 vị trí tấn công, và sau đó là để thị sát tình hình chiến sự. Trong quyển hồi ký không tên của mình, Lý Quý Chung, cựu tổng trưởng thông tin chính phủ Dương Văn Minh có viết: chỗ đóng đô của Phạm Xuân Ẩn là tiệm bánh Giran ngang mặt quốc hội. Chiếc xe Renault 4 ngựa cũ xì của anh luôn đổ ngay trước cửa Giran phía Lê Lợi.
Chỗ đổ cuối cùng xứng đáng với cuộc đời vinh quang của nó là Viện Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông già yêu hoa quả này đã có hơn 20 năm trong vai một phóng viên lão luyện của hãng thông tấn Reuters, nhật báo New York Herald Tribune, nhật báo The Christian Science Monitor và cho tuần báo Time trong 11 năm. Hầu hết đồng nghiệp của ông, ngay cả sau khi biết ông là một điệp viên cộng sản, đều nhận xét: Phạm Xuân Ẩn luôn làm báo với tất cả tinh thần nghiệp vụ và nguyên tắc đạo lý của nghề này, đó là trung thực, bảo vệ danh tính người cung cấp tin tức, không lèo lái thông tin, phân tích theo chiều hướng thiên lệch. Đó cũng là lời khen cho một nhân cách. Ông là một trong số 39 phóng viên ngoại quốc làm việc cho báo này khi văn phòng ở Sài Gòn bị đóng cửa và tên của ông bị xóa khỏi danh sách ban biên tập Time vào ngày 10 tháng 5 năm 1976. Sau trận ấp Bắc rồi Bình Giá, quân đội Sài Gòn trở nên yếu thế, buộc phải lui về giữ các thành phố lớn. Nhưng nguy cơ lớn nhất cho chính quyền Ngô Đình Diệm lại đến từ đảo quân thứ 5. Mưu toan đặt Phật giáo ra ngoài vòng pháp luật trong khi Thiên Chúa giáo được đưa lên hàng quốc đạo đã khiến mâu thuẫn giữa Phật giáo và gia đình Ngô Đình Diệm lên đến đỉnh điểm. Với hình ảnh những nhà sư tự đốt cháy để phản đối chính quyền được truyền đi khắp thế giới. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, trước lễ Phật đản 2 ngày, Tổng thống Diệm đổ thêm dầu vào lửa khi điện khẩn cấp ra Huế cấm treo cờ Phật giáo trên toàn miền Nam trong ngày Phật đản vì lý do quá sát với kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ của cộng sản. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, cảnh sát nổ súng vào các tín đồ Phật giáo đang tập trung ở khu vực Đài Phát Thanh Huế, làm 8 người chết, 14 người bị thương. Thế là cuộc chiến Phật giáo bùng nổ, bắt đầu từ Huế, nhanh chóng lan vào Sài Gòn và nhiều đô thị, nông thôn khác ở miền Nam. Biểu tượng của cuộc chiến tranh kỳ lạ này là hình ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 10 tháng 6 năm 1963. Vụ tự thiêu có sự chuẩn bị của cả một tập thể lớn tăng ni Phật tử, bao gồm cả một buổi lễ cầu siêu ở chùa Xá Lợi. Trong mùa hè và mùa thu năm 1963, có đến 6 tín đồ Phật giáo nữa tự thiêu theo gương Thích Quảng Đức. Tờ New York Herald Tribune số ra ngày 21 tháng 7 năm ấy viết: Hòa thượng Thích Quảng Đức, một tu sĩ đã biến áo cà sa vàng của mình thành một vàng hỏa thiêu. Tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam đang làm một việc rất hay, là ông đang tự đốt hết nền tảng của chế độ. Sau Phật giáo, quân đội làm nốt phần còn lại của việc xô đổ chính quyền Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh và sự im lặng đồng lõa của Hoa Kỳ đã làm đảo chính. Rời dinh Gia Long, anh em Diệm Nhu chọn nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để ẩn náu. Sau đó, tự nộp mình cho lực lượng đảo chính vào sáng ngày 2 tháng 11. Trên đường bị trở về Bộ Tổng Tham mưu, hai anh em Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu bị một sĩ quan trong lực lượng đảo chính sát hại. Những chuyển biến phức tạp trong chính quyền Sài Gòn càng làm nhiệm vụ nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn nặng nề hơn.